Làn sóng khởi nghiệp đã lan rộng khắp trong những năm gần đây, khi các doanh nghiệp mới thành lập đều có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc và nhận được sự đầu tư nguồn vốn dồi dào từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điểm mạnh lớn nhất của các startup hiện nay đến từ sức mạnh và ý chí nội tại của lãnh đạo và đội ngũ doanh nghiệp, như sự chăm chỉ, khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi, biến động của thị trường, cũng như tinh thần hướng đến xây dựng và đóng góp cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để tiến xa hơn, như kỹ năng, chuyên môn sâu về kỹ thuật và kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế, cũng như chưa có nhiều ý tưởng và sáng kiến để thương mại hóa. Startup cần làm gì để có thể tiếp cận vốn và thương mại hóa công nghệ của mình? Thông tin sẽ có trong chương trình TechFest, cơ hội tiếp cận vốn và thương mại hóa công nghệ của startup tại địa chỉ nhândântv.vn.